Đề án 06 của chính phủ đã từng bước đi vào cuộc sống. Từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được kết nối, chia sẻ, bộ phận giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận xử lý thủ tục hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp, chính xác, nhanh chóng. Người dân và doanh nghiệp tiết giảm được thời gian, thuận lợi trong công việc. Chị Đinh Thị Tuyết Thu ở huyện Sơn Hà làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề dược, không nộp nhiều loại giấy tờ chứng minh nơi cư trú, chỉ khai báo mã số định danh là nhân viên tiếp nhận xử lý, hồ sơ nhanh chóng hoàn thiện. Hiện tại thì đi làm cái chứng chỉ hành nghề thì nó cũng dễ dàng như đợt trước hơn nhiều. Bây giờ chỉ cần cái chứng minh nhân cái căn cước công dân của mình đem ra tới sở y tế thì họ sẽ tra cứu nó dễ dàng hơn, đầy đủ thông tin hơn. Tra cứu về dữ liệu quốc gia thì đầy đủ những cái thông tin chính xác hơn. Về đó bọn em không cần nhập những cái căn cước rồi số rồi gì hết, vì nó thể hiện luôn trên cái cơ sở dữ liệu quốc gia. Từ đầu năm đến nay, tất cả thủ tục hành chính liên quan đến bản sao, kiểm tra giấy tờ liên quan đến cư trú thì nhân viên tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh không yêu cầu công dân cung cấp bản sao chứng minh nơi cư trú. Tất cả thông tin đều được tra cứu khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đã được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hiện gần 1.700 thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh đều đã được số hóa và liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thời gian tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân nhanh chóng hơn. Tra cứu cơ sở dữ liệu dân cư thì mình không có yêu cầu công dân nộp cái bản sao hoặc là có xuất trình cái giấy xác nhận thông tin về cư trú của công dân. Cái thứ hai là mình kiểm tra được cái thông tin của công dân về cái mối quan hệ vợ chồng con của công dân. Nên là mình không yêu cầu công dân sẽ cung cấp những cái loại giấy tờ để chứng minh mối quan hệ. Giúp cho cán bộ chức có thể kiểm tra thông tin của người nộp hồ sơ, đảm bảo tính chính xác và hỗ trợ, ngược lại là hỗ trợ cho công dân khi khai thác thông tin, cũng như là trong tờ khai của người dân là cái thông tin bị sai lệch thì có thể là chỉnh sửa lại. Ngoài ra, việc triển khai kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư trên hệ đối với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh là một trong cơ sở để thực hiện số hồ sơ. Việc thực hiện số hồ sơ là giúp cho vấn đề là công dân có thể là biết được thông tin, tất cả thông tin mình đã thực hiện. Lấy người dân làm trung tâm, tỉnh Quảng Ngãi đã khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.